Xin kính chào anh chị và các bạn. Chúng ta đọc đề của bài tập số 11. Khi chính phủ kiểm soát giá của một sản phẩm và làm cho giá sản phẩm thấp hơn giá cân bằng trên thị trường. Tức là chúng ta có cái đồ thị như thế này. Đây là trục giá và đây là trục lượng. Đây là đường cầu và đây là đường cung và đây là cái giá cân bằng à, giá cân bằng ta ký hiệu là P0 p rồi khi chính phủ kiểm soát giá của một sản phẩm làm cho giá sản phẩm thấp hơn giá cân bằng à tức là làm cho cái giá sản phẩm lúc này nó à, chạy xuống đây nó thấp hơn nó thấp hơn cái à, giá cân bằng đúng không nó thấp hơn giá cân bằng thì người bán các bạn người bán chỉ muốn bán ở cái lượng là Q1 thôi Đó, ở đây Đó tức là giao điểm của cái giá và cái đường cung đúng không trong khi người mua thì muốn mua nhiều ở đây người muốn mua ở cái lượng là q 2 tức là giao điểm vừa giữa cái đường giá này nè không và cái đường cầu như vậy thì người mua thì muốn mua nhiều trong khi 10 người, người bán thì chỉ muốn bán ít thôi à như vậy thì sao như vậy thì à cái à, thị trường này nó nó thiếu học nó thiếu học à, người mua nhiều mà người, người người mua muốn mua nhiều phải không còn người bán thì chỉ muốn bán một cái lượng quy một mà thôi rồi à, chúng ta đọc những cái câu à, những câu sau đây à, mọi người đều có lợi à, từ chính sách là kiểm soát giá của chính phủ những câu này nó sai nó sai các bạn à, à, bởi vì sao À, bởi vì à, khi mà chính phủ mà can thiệp à, vào cái nền kinh tế à, cho dù là can thiệp cái biện pháp hành chính hay là can thiệp bằng cái biện pháp kinh tế thì cũng làm cho à, xã hội bị tổn thất à, cho dù là can thiệp hành chính nha các bạn mà kể cả khi chính phủ can thiệp vào nền kinh tế bằng biện pháp kinh tế đi nữa tức là bằng cái biện pháp thuế và trợ cấp nó cũng làm cho cái xã hội bị tổn thất Đã. thì cái phần tổn thất này có thể là đợi trong cái phần lý thuyết chương 5 mình sẽ nói kỹ hơn nhưng mà chắc chắn là là chính phủ mà cứ can thiệp vào nền kinh tế đều gây tổn thất cả Đã. mà nó nói mọi người đều có lợi là cái này nó nói sai đúng không nó nói sai đó. nhớ là chính phủ mà đi can thiệp vào nền kinh tế đều gây tổn thất xã hội cho nên cái thằng xúc vật nào mà nó nói rằng là à, xây dựng một cái thiên đường à, xạo hết chỗ nói à, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu à, cuộc sống người dân hạnh phúc như tiên à, là cái bọn xúc vật nó nói một à, xúc vật nó nói nó can thiệp vào nền kinh tế à, nó phá hoại nền kinh tế rồi à, câu b à, cả người tiêu dùng và nhà sản xuất đều hưởng lợi thì cái này là sai sai Đó. người sản xuất hồi xưa á người ta sản xuất ở cái lượng quy rô đúng không hồi xưa người ta sản xuất ở cái lượng quy rô nè ở cái lượng quy rô và người ta bán ở mức giá là giá cân bằng bây giờ tự nhiên người ta ép ép giá người ta quá đúng không ép giá người ta quá người ta phải sản xuất ít lại người ta chán nản không người ta chán nản người ta sản xuất ít lại vừa sản xuất ít lại mà vừa là bán với giá bèo bọt đó cho nên người sản xuất không hề có lợi câu này nó sai nó nói cả người tiêu dùng người sản xuất đều có lợi là sai câu c là chỉ có một số ít người tiêu dùng có lợi một số khác là bị tổn thất là đúng đó. tại vì khi giá thấp quá như vậy không? thì sao nhiều người muốn mua nhưng mà mua không được đó. tại vì cái số người cái cái số lượng bán ra nó chỉ có quy một thôi mà cái số lượng muốn mua thì tới quy hai lận tức là sao có nhiều người muốn mua mà mua không được đó. còn những người nào hên thì họ mua được với giá rẻ nhưng mà một số người đã, hưởng lợi là bằng cách làm sao là họ mua được với giá rẻ họ hên thì họ mua được nhưng mà nhiều người sẽ sao sẽ mua không được đó. thế mà không được thì hết hàng rồi, không còn hàng để, để mua nữa. Cho nên sao? Chỉ có một số ít là có lợi thôi. Là họ hên thì họ mua được với giá rẻ. Một số khác thì bị tổn thất. Họ mua không được, xài luôn. Không có để mà xài luôn. Đó. Cho nên đó, nói chung là chính phủ mà đi can thiệp cho nền kinh tế là chính phủ đó tàu lao. phải không? tàu lao rồi đó. Rồi, câu này đúng ha. Rồi, chỉ có nhà sản xuất có lợi. Câu này còn sai dữ nữa. Nhà sản xuất đã nói nhà sản xuất là nó... nó... Nó mệt lắm à, ngắn sức là nó chán nản lắm à, bỏ cuộc đó. Rồi, chúng ta tiếp tục câu 12. Là khi chính phủ quy định giá sàng mà nó thấp hơn cái giá cân bằng trên thị trường. À. Khi chính phủ quy định giá sàng mà thấp hơn giá cân bằng trên thị trường các bạn. À. Thì chúng ta cũng có thể à, sử dụng à, tạm cái hình này cũng được. Ví dụ đây là chính phủ quy định giá sàng nằm đây. Đó, giá sàn đây, đó. mà lại thấp hơn cái gì, thấp hơn cái giá cân bằng trên thị trường đó, đúng không? thì giá sàn có nghĩa là khi chính phủ quy định giá sàn tức là người mua và người bán không được giao dịch ở cái mức giá thấp hơn, đó. sàn là thấp, đúng không? sàn là, là thấp nhất, mọi người không được giao dịch ở cái mức giá thấp hơn cái mức giá sàn này nhưng mà mọi người hoàn toàn có quyền giao dịch ở mức giá bằng hoặc là cao hơn giá sàn bằng hoặc cao hơn giá sàn thì trước đây người mua và người bán hài lòng vui vẻ à, giao dịch ở mức giá là pero và với cái sản lượng là quiro Đó. họ rất hài lòng mua bán ở cái mức giá pero này cả hai đều rất là vui vẻ thỏa mãn vô cùng tự nhiên chính phủ lợi chính phủ nói rằng là mày không được bán giá thấp hơn cái giá sàn à thế thì người mua và người bán nói rằng ở không sao từ xưa giờ chúng ta à, giao dịch với cái giá payroll cao hơn giá sàn cho nên à, chính phủ quy định cái giá sàn thấp hơn cái giá cân bằng này cậy mẹ chính phủ à, cậy mẹ chính phủ thì từ xưa giờ chúng ta đâu có giao dịch thấp hơn giá sàn đâu chúng ta giao dịch cao hơn mà cho nên là mày quy định cậy mẹ mày thấy không thì mọi người vẫn tiếp tục giao dịch ở cái mức giá cân bằng đúng không như vậy thì sao như vậy thì là hàng hóa trên thị trường khan hiếm là sai nó không khan hiếm nó vẫn tiếp tục nó ở vị trí cân bằng tức là nó vừa đủ hàng hóa trên thị trường nó cân bằng chứ không phải là khan hiếm rồi có bơi hàng hóa trên thị trường dư thừa cũng sai luôn không có dư gì hết á. nó cân bằng đúng không rồi thị trường cân bằng đúng nè câu này đúng nè tôi chọn câu c nè rồi thiếu hụt cũng sai luôn không có thiếu gì hết á. cân bằng mà phải không đủ chứ không có thiếu gì hết đó. đủ không thiếu gì hết rồi câu số 13 giá của đường tăng và lượng đường được mua bán giảm à, giá của đường tăng và lượng đường được mua bán giảm thế thì chúng ta sẽ à, sử dụng đồ thị để các bạn chúng ta sử dụng đồ thị để chúng ta à, giải quyết cái câu này ha. đây chúng ta có giá à, gốc tọa độ rồi đây là lượng đúng không rồi đây là cái đường cầu và đây là cái cái đường cung đúng không đường cầu và đường cung về về cái hàng hóa là đường Rồi. giá của đường tăng lượng đường à, được mua bán giảm à thì đây giá đường tăng nè đúng không thí dụ như hồi xưa nó cân bằng ở ở đây thì bây giờ nếu mà nó chạy lên đây thì chúng ta thấy giá tăng lên nè giá tăng ừ. lên thấy chưa đó giá tăng lên đúng không chạy từ cái điểm này đến điểm này nè giá tăng lên và lượng mua bán lượng giao dịch giảm nè à như vậy giá có đường tăng mà lượng giao dịch giảm thì chúng ta hiểu rằng là nó đang nó đang chạy lên cái vị trí này đúng không nó đang chạy lên cái cái vị trí này nè nguyên nhân gây ra cái hiện tượng này có thể là tức là có thể là có nhiều nguyên nhân ở đây người ta nói là có thể là nguyên nhân nào Người tiêu dùng thích đồ ăn ngọt nhiều hơn là Thì câu này nó sai Tại vì cái người tiêu dùng Mà thích đồ ăn ngọt nhiều hơn các bạn Thì nó sẽ làm gì Người tiêu dùng mà thích đồ ăn ngọt nhiều hơn Thì nó làm cho đường cầu dịch sang phải Và cái điểm cân bằng nó chạy về đây Đúng không Nó chạy lên đây là không đúng Cho nên cái câu A này nó sai Câu B Đất trồng mía được mở rộng à, công bê sao các bạn đất trồng mía được mở rộng thì sao nếu như mà đất trồng mía mà được mở rộng đó các bạn à, thì cung về à, mía nó sẽ nhiều hơn à, mà mía là cái bổ sung cho đường mía là cái là sản xuất ra đường đúng không cho nên là nếu mà đất trồng mía mà mở rộng đó, thì cung về đường nó cũng tăng mà cung về đường nó cũng tăng thì nó sẽ dịch sang phải đúng không à, cung cung mà nó tăng lượng cung mà nó tăng á thì nó dịch sang phải thì điểm cân bằng nó chạy xuống à mà nếu như chạy xuống thì sao chạy xuống thì lượng tăng nhưng mà giá giảm thì không phải rồi tại nó nói là giá tăng lượng giảm mà nè nó nói nè nó nói giá tăng lượng giảm giá tăng lượng giảm thấy không vậy không phải câu b câu b này cũng sai luôn rồi câu c mía năm nay bị mất mùa à, câu này đúng câu c nè mía năm nay bị mất mùa khi mà mía bị mất mùa thì làm đường cung dịch sang trái tức là nó ít hơn Thấy không dịch sang trái đó rõ ràng cái đường cung dịch sang trái thì thì co thì là cái điểm cân bằng nó sẽ chạy theo hướng này không chạy thì theo hướng này đó, như vậy câu c là nó đúng còn câu d là ngành y tế công bố rằng đồ ăn ngọt có hại cho sức khỏe đây ngành y tế thấy không? công bố rằng ăn đồ ăn ngọt nhiều nó có hại cho sức khỏe tức là sao khi mà ngành y tế mà người ta nói rằng mày ăn ngọt là mày không có tốt mày ăn ngọt là mày có thể mày bị tiểu đường mày ăn ngọt là mày sẽ à, cái hệ miễn dịch nó bị giảm Đó. nó làm tiêu tốn enzyme diệu kỳ cho nên là không có nên ăn ngọt thế thì khi mà công bố như vậy thì sao thì người ta ăn ít lại tức là nhu cầu về đường nó sẽ giảm nhu cầu về đường nó giảm thì nhu cầu về đường nó giảm thì cái đường cầu nó dịch sang trái đó nhu cầu giảm thì dịch sang trái mà dịch sang trái thì điểm cân bằng chạy xuống đúng không này còn không phải luôn tại vì ở đây á ở đây nó nói rằng là giá tăng lượng giảm thế là chỉ có thể chạy lên thôi chạy lên thì giá nó tăng mà lượng mới giảm thôi đó. cho nên cái câu d này nó cũng sai luôn cuối cùng là chỉ có câu c là đúng thôi tức là mía mất mùa thì làm cho cái đường đường cung nó dịch sang trái đó, mà đường cung dịch sang trái thì cái vị trí cân bằng nó chạy lên đó như vậy đó, đó thì à, chúng ta đọc từng câu đọc từng câu chúng ta dùng chúng ta vẽ mấy cái đồ thị này ngoài cái giấy nháp các bạn đó, giấy nháp đi thi thì người ta phát cho mình giấy nháp đó. mình vẽ thiệt là nhanh phát họa thiệt là nhanh đó, có thể đem bút đỏ vào phòng thi nhưng mà chỉ dùng bút đỏ để viết trên giấy nháp mà thôi còn nếu mà bạn lấy bút đỏ bạn viết vô cái bài thi đó, thì cũng chẳng có vấn đề gì nó đem ra nó thì nó cũng có hai khả năng á một là nó nó quỷ cái bài thi đó nó nói bài thi đó phạm quy còn không thì đem đánh chấm hội đồng thôi đó. thì thông thường thì người ta chấm hội đồng chứ người ta cũng không có hủy bài thi đó. thông thường là như vậy <laughs> rồi như vậy thì à, vừa rồi mình mới sửa à, ba bài ha bài 10, 10 11 12 13 ha. Cảm ơn các anh chị à, đã theo dõi cái video này thì sắp tới mình sẽ sửa tiếp những cái bài à, kinh tế học trong chương 2 thì nó có khoảng tầm 25 bài thôi. Mình sửa hết mấy bài tập này thì mình sẽ à, qua cái phần lý thuyết của chương 3. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Chúc các anh chị nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.